Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ hôm 10 tháng 5 ở West Virginia, thu được thêm một ít phiếu đại biểu, mặc dù vẫn còn đang thiếu nhiều phiếu. Cùng lúc, một lần nữa, ông ra tuyên bố sẽ chiến đấu với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho đến cùng. Ông Sanders đã giành 51% số phiếu, còn bà Clinton nhận được 36%. Thượng nghị sĩ bang Vermont nói với những người ủng hộ đêm 10 tháng 5 tại bang Oregon rằng ông sẽ tiếp tục chiến đấu cho từng lá phiếu cuối cùng. Ông nói, và thông điệp của chúng ta đến các đại biểu của Đảng Dân Chủ, những người sẽ họp ở Philadelphia, là trong khi chúng ta có thể có nhiều bất đồng với bà Clinton, có một điều chúng ta nhất trí, đó là chúng ta phải đánh bại Donald Trump. Bà Hillary Clinton dẫn trước so với ông Sanders trong cuộc đua giành 2.383 phiếu đại biểu cần thiết để được sự đề cử của Đảng Dân Chủ tại Đại hội của Đảng vào tháng 7 ở Philadelphia. Ông Trump, ứng viên duy nhất còn lại bên Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua, dễ dàng giành thắng lợi hôm 10 tháng 5 ở West Virginia và Nebraska. Bang vận động của ông đã ra tuyên bố gọi thắng lợi ở cả hai bang là một vinh dự lớn và nói ông hy vọng sẽ thắng ở cả hai bang trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.